Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cái chiếc kéo cắt cành 3m body ấy. Thì cái kéo này rất là bền. Bên em thì cũng đã dùng 35 hơn 35, nói chung không phải sửa chữa gì cả. Nói nhưng mà lưỡi kéo rất là ok. Ai mà đã dùng hàng body rồi thì không phải nghĩ. Đấy, kéo 3m nhé. Thu về 1m8 này. Đấy, đường kính cắt là 10mm nhá. Kéo dài ra được 3m. Đây là một cái cây kéo mới này. Đây, có cả kéo sơn hành Santa này. Đấy. Đây là cây kéo mới nhá. Thì đây em sẽ quay cho các bác sau 3 năm bên em sử dụng vẫn còn dùng như này. Đây. Đây là em đang cắt đây. Đây là bên nhà em nhá. Đây đang cắt cành này. Đấy các bác nhìn này. Hái rất là ok luôn. Anh cứ cắt đi. Cắt thì cho các bác xem đấy, sau 3 năm thì chiếc kéo cắt cành nó còn như nào. Đấy. Mình cứ gọi là kẹp vào thôi, xong nó cắt. Đây. Thế hạ xuống đây các bác nhìn nhá. Nào. Sau 3 năm rồi đấy nhá. Các bác nhìn này, nó độ cũ của kéo như thế này. Lưỡi nhưng mà nó vẫn rất là sắc. Đấy. Đấy, anh bóp bóp đi ạ, đúng không? Để xem nó nhìn này. Đấy, cắt mở. Đấy, đây là giữ này. Đây sẽ cắt cành tiếp theo nhé, các anh nhìn này, cắt này. Đấy. Rất là ngon luôn, đây là giữ lại luôn, đây em đang tỉa những cái cành bỏ đi nhá. Sau 3 năm rồi nhưng mà hôm nay bỏ ra để cắt lại ấy. Thì thi thoảng bên em để cắt hái nhãn, hái xoài, hái bưởi đấy, và tỉa các cái cành mầm này, mình muốn để nào thì đỡ phải trèo. Kéo lên thì ngã thì rất là nguy hiểm luôn. Đây. Đấy. Qua nhìn đi ạ. Giữ rất là chắc nhá. Đây. Đấy. Đây là khi mà mình muốn giữ thì mình cứ bóp tay này giữ lại này. Đấy các bạn nhìn này. Chiếc kéo sau 3 năm mà nó rất, nhìn trông nó rất cũ rồi nhưng mà về chất lượng kéo vẫn rất là ok. Đấy. Đây. Đây các bác nhìn đây, tỉa hoa giấy nhá. Tỉa bỏ cành đi. Đấy, ở đây hơi ồn. Đấy, đây em tỉa một lúc đây. Được rất là nhiều luôn. Thì rất là tiện, mình không phải trèo bắc thang lên, rất là nguy hiểm. Thì đây mình cứ đưa lên, mình cắt thôi, nhả xuống thôi. Rất là gọn gàng. Hái quả, tỉa các cành mầm. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em số điện thoại phía dưới video nhé. Hoặc truy cập website trồngcây.vn của em để biết tiền chi tiết về các cái dòng kéo cắt cành trên cao. Đấy, tỉa rất là ngon lành luôn. Rồi ok, chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác ưng sản phẩm nào hoặc là muốn xem chi tiết của sản phẩm nào thì các bác có thể kích vào đây để xem. Đấy, hoặc là alo cho em số điện thoại này. Truy cập website này. Và các bác lưu ý là các bác nhớ đăng ký kênh để được tham gia tham khảo các cái mẫu sản phẩm mới nhất nhé. Cho các bác kích đăng ký đây, như các bác đăng nhập cái Gmail là sẽ được đăng ký được. Các bác cứ nhớ sẽ kích đăng ký vào đây. Và các bác có thể là truy cập vào đây bên trong. Các bác xem thì kênh bên em nó sẽ có các cái như này. Thì nó có số điện thoại này, có số Zalo, có website này. Các bác có thể kích thẳng vào đây thì sẽ ra cả để liên hệ với em. Đấy. Ngoài ra thì đây các bác phần video thì có rất là nhiều các mẫu sản phẩm các bác có thể là truy cập, đúng không? Truy cập vào để biết được các cái dòng sản phẩm, hoặc là thêm nữa là các bác có thể kích vào phần trang web này. Trang web của tôi, trang web thì bên em nó sẽ ra như này, thì sẽ lên tất cả các mẫu sản phẩm, ví dụ kéo cắt cành, kéo cành trên cao, cưa cầm tay, đấy, kéo ghép cành, dễ máy nũa, máy là hàng Nhật, đấy, rất là nhiều. Chẳng hạn thế, ví dụ như là em kích một cái phần hàng Nhật đi, đấy, thì có các sản phẩm như này, đấy, rất là nhiều. Đấy, hoặc là các bác có thể là xem các cái mẫu khác, ví dụ như là kéo cắt cành này, kéo cành phổ thông này. Đấy thì các bác tiến hành đặt hàng đi, đặt hàng ví dụ mình thích sản phẩm này đi, thích sản phẩm này chúng ta tiến hành đặt hàng,
chúng ta kích vào đây. Còn nếu mà bác muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm một thì có thể kéo xuống phần dưới. Đấy, ví dụ như là có mô tả về cái chiếc kéo đấy này, màu đen này, trọng lượng bao nhiêu này, và có cả phần video thì các bác có thể kích vào đây, bác xem trực tiếp luôn trên này của Việt Nam. Đấy, thì nó sẽ tiến hành chạy xem trực tiếp. Các bác cũng nhấn đăng ký kênh ở đây cũng thế cũng được. Đấy. Các bác tiếp tục là tiến hành đặt hàng. Đấy, đặt hàng ở đây là gõ tên chúng tôi này, cái điện thoại này, đấy, chị đặt hàng này, Minh này, gói sale này, Yên. Các bác càng cho chi tiết thì càng sẽ anh đặt hàng càng dễ hơn nhé. Thường thường bên em sẽ kêu các kích vào đây ok thì là như thế, là nó chạy một chút thì nó sẽ tiến hành được. Đấy, hiển thị thông báo như này là ok rồi. Đấy, thì từng sản phẩm các bác sẽ tiến hành đặt hàng như thế. Đấy, có thể các bác sang theo sang các cái mẫu sản phẩm khác đi chẳng hạn, như thế cũng bấm vào vậy và tiến hành đặt hàng. Đấy. Và bên em sẽ có các cái video cụ thể cho từng loại sản phẩm nhé, các bác có thể tham khảo kéo xuống đây xem, và có các mức giá. Đấy. Rất là chi tiết rồi. Đấy. Rồi ok, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video này nhé, hoặc là truy cập website này của bên em để mình tham khảo. Rồi, xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác.